Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Public Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị viết của Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người có công với các mạng và thân nhân của người có công với các mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thành phố Hà Nội. Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người có công với các mạng và thân nhân của người có công với các mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng là người có công và thân nhân của người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thành phố Hà Nội, quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể là người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị đập bét, tù đầy, người có công giúp đỡ các bạn và thân nhân của người có công với các bạn bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hay chồng, con và người nuôi dưỡng liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức chi hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Theo nghị định của chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi của người có công với cách mạng. Theo đó, theo quy định tại nghị định số 77 năm 2024 của chính phủ, thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay là 2 triệu 789 ngàn đồng. Do đó, với đề xuất của thành phố Hà Nội về mức chi hỗ trợ trợ cấp bằng 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đại người có công với các mạng và thân nhân của người có công với các mạng, nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, thì hàng tháng, người có công với các mạng và thân nhân của người có công với các mạng sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ 1 triệu 394.500 đồng một tháng. Mức hỗ trợ này sẽ thay đổi khi quy định về mức chuẩn trợ cấp ưu đại người có công với các mạng thay đổi. Trường hợp một cá nhân hưởng chính sách ưu đãi của nhiều loại đối tượng người có công và thân nhân của người có công thì sẽ nhận hỗ trợ đối với một loại đối tượng. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua thì nghị viết này dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người có công với các bạn và thân nhân của người có công với các bạn tại thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.